chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 6 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Quyện Cần Đức hợp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ tổ chức hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi năm 2016. Nông dân trồng thanh long Quyện Châu Thành bị thương lái ép giá. Hội Phụ nữ Quyện Bến Lức tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Ban Dị sự tiến bộ phụ nữ quyện Cần Đức phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nói chuyện chuyên đề phụ nữ với gia đình. Tại buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại truyền thống của Hội Phụ nữ Việt Nam, những đóng góp của chị em phụ nữ Cần Đức trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Các phong trào thi đua góp phần xây dựng quyện điểm điển hình về văn hóa, quyện anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và xây dựng nông thôn mới. Ban Dị Sự Tiến Bộ Phụ Nữ Quyện đã tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, quyện, cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 là 83 trên 373, chiếm tỷ lệ 22,25%. Ban Dị Sự Tiến Bộ Phụ Nữ Quyện tăng cường tiếp cận, tạo vốn và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ đã có trên 3.000 phụ nữ được đào tạo việc làm. Nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe xây dựng mô hình địa chỉ đáng tin cậy ở cộng đồng nhằm giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình, duy trì nâng cao chất lượng các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Đến nay, toàn quyện có 13 xã thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên, 17 nhóm mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Tại buổi họp mặt, Ban dị sự tiến bộ phụ nữ quyện đã tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện cho 30 gương phụ nữ tiêu biểu xuất sắc năm 2016. Đồng thời, các đại biểu được giảng viên Lê Thanh Nga, trưởng ban phụ nữ trung ương, thuyết trình chuyên đề phụ nữ giới gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ vừa tổ chức hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi năm 2016 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2016 và 6 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2016. Tham dự hội thi có 11 đội đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ của 10 xã thị trấn và chi hội Phụ nữ Công an huyện Đức Huệ. Mỗi đội thi gồm 3 thí sinh là ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng và tổ phó tổ phụ nữ. Tất cả các đơn vị tham gia thi trải qua 3 phần thi, trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống và năng khiếu. Nội dung thi liên quan công tác hội, thực tiễn của công tác hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho xã Bình Quả Bắc, giải nhì thuộc về xã Bình Thành và giải ba thuộc về xã Mỹ Quế Đông. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất về phần thi kiến thức, xử lý tình huống và năng khiếu lần lượt cho các đội Bình Quả Nam, Bình Thành và Bình Quả Bắc. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Hòa phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 45 cán bộ thuộc đối tượng 4 khóa 7 năm 2016. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Những nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghiệp vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị đồng viên nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho cộng tác viên dân số trong hoạt động chương trình dân số, sức khỏe sinh sản tại địa phương. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố Tân An phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Tân An tổ chức lớp tập quấn cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em năm 2016. Tham dự lớp có trên 160 cộng tác viên dân số tại phường 1, phường 2, phường 3, phường 7, phường Tân Khánh, Khánh Hậu, xã An Vĩnh Ngãi và Bình Tâm tham gia. Trong hai ngày tập quấn, các công tác viên dân số đã được cập nhật các kiến thức về chủ trương, chế độ chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020, các kiến thức cơ bản về dân số, kế hoạch hóa gia đình, biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, sức khỏe tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, mất cân bằng giới tính khi sinh kiến thức về xây dựng mô hình xã phường không có người sinh con thứ ba trở lên, quản lý cơ sở dữ liệu dân số, kế hoạch hóa gia đình, hệ thống sổ sách của cộng tác viên, kỹ năng truyền thông vận động và một số kiến thức cần thiết khác. Hiện nay, nông dân huyện Châu Thành trồng được gần 7.000 hecta thanh long, trong đó thanh long ruột trắng trên 3.000 hecta, thanh long ruột đỏ 3.831 hecta, diện tích cho trái 6.000 hecta, sản lượng đạt 150.000 tấn, so với cùng kỳ, diện tích tăng 463 ha, sản lượng tăng 35.000 tấn. Trong mùa thanh long chính vụ năm nay, giá thanh long ruột đỏ luôn ổn định ở mức cao từ 15.000 đến 40.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta thanh long ruột đỏ, nông dân có lợi từ 250 triệu đến 300 triệu đồng. Đối với thanh long ruột trắng, giá giao động từ 5.000 đến 15.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta thanh long ruột trắng, nông dân có lợi với khoảng 150 triệu đồng. Nhìn chung trong năm 2016 này, thuận mùa, thanh long trái nhiều, nông dân bán được giá, nhưng giá cả không ổn định. Hiện nay, nông dân chuẩn bị thu hoạch một trong những đợt cuối mùa chính vụ của thanh long ruột đỏ. Cách đây khoảng 7 ngày, thương lái đã hợp đồng tiền cọc với giá 35.000 đồng một ký. Nhưng hiện nay, thanh long bắt đầu chín rộ, thanh long ruột đỏ rất giá còn khoảng 25.000 đến 28.000 đồng một ký. Rõ ràng người nông dân đang bị thương lái ép giá mong rằng nhà nước và các ngành chức năng cần có biện pháp để ổn định giá cả để người nông dân yên tâm sản xuất. Cứ mỗi mùa nước lũ đổ về, nông dân Vĩnh Hưng lại tất bật trong việc mưu sinh. Hiện tại rất nhiều hộ dân ở các xã thị trấn đi bắt ốc bù vàng về bán. Tối nào, trên các cánh đồng nước lũ mênh mông ngập tràn ánh đèn. Cứ sau vài giờ đồng hồ dùng vợt hay dùng lưới bắt ốc, mỗi người ít nào cũng kiếm được hơn 10 kg ốc bù vàng sáng hôm sau đem luộc nước sôi để lễ mài ốc ra bán với giá 10.000 đồng một ký. Trung bình kiếm được hơn 100.000 đồng. Điều quan trọng là ốc thành phẩm được tiêu thụ nhanh, có địa điểm thu mua thường xuyên, ổn định, nên người dân rất an tâm mua sinh với nghề này. Ốc bù chàng là đối tượng gây hại cây lúa trong vụ sản xuất rất nhiều, làm cho nông dân tốn nhiều chi phí trong việc phòng trị. Do đó, đây là việc làm thiết thực của người dân, vừa thu gom ốc bù chàng gây hại lúa, vừa làm hạn chế sự sinh sôi phát triển của ốc bu vàng trong mùa vụ đặc biệt, góp phần tạo công an việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong thời gian lũ. Theo báo cáo của các ngành chức năng quyền Thạnh Quá, tính trong 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn quyền đã xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 13 vụ trộm cắp, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 vụ hiếp dâm trẻ em, một vụ hiếp dâm người lớn, một vụ giao cấu trẻ em, một vụ mua bán trái phép chất ma túy, còn lại là các vụ cố ý gây thương tích, đánh bạc, vận chuyển hàng cấm và quỷ hoại nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, toàn quyện cũng đã xảy ra 27 vụ tai tệ nạn xã hội, trong đó có 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 7 người chết, 15 người bị thương và một số vụ tai tệ nạn khác. Trong 9 tháng đầu năm, ngành công an huyện cũng đã tập trung thực hiện tốt công tác trấn áp tội phạm, nhất là vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên đáng Bính Thân 2016. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày lễ lớn ngành chức năng ở quyện cũng tập trung công tác điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng vi phạm đúng theo quy định của pháp luật nhằm tạo sức răng đe, giáo dục phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thưa quý vị, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bến Lức đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên về chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhiều cán bộ hội viên phụ nữ đã tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Hơn 5 năm qua, các gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn quyện đã tự nguyện hiến trên 3.000 ngày công lao động, hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, xây kênh mương, nhà dân quá ấp. Chị Quỳnh Thị Kim Dung, xã Thành Đức, quyện Bến Lức cho biết, trước cái đường này nó là nhỏ nó cản trở giao thông đó thành ra bây giờ có chủ trương nhà nước cho à, mở à, lộ lớn ra để cho bà con thuận tiện đi thì với cái cái cái, cái tiêu chuẩn của mình đó thì mình không có khả năng gì hết bây giờ hãy nhà nước cho vô kêu vô bao nhiêu thì mình sẽ ủng hộ để vô làm đường cho bà con đi thoải mái vậy thôi một trong những hoạt động nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền trong xây dựng nông thôn mới là thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hội đã tập trung thực hiện các giải pháp góp phần giảm nghèo bằng việc hỗ trợ vốn, vận động hội viên chủ động vượt khó, tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thông qua nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội, các cấp hội tính chấp trên 60 tỷ đồng tạo điều kiện cho trên 10.800 hội viên phụ nữ vay vốn, trong đó có gần 1.000 lượt hộ phụ nữ nghèo cận nghèo. Chị Nguyễn Thị Dung, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức cho biết. Tôi cũng ở bên hội phụ nữ mà tôi có dây số vốn bên hội nữ để mua máy máy mai. Đằng dịp mai túi sách, đằng hàng tháng đằng được vài triệu nuôi con ăn học. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong quyện đã giúp hàng trăm phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong quyện xuống còn 3,33% theo tiêu chí mới. Bà Nguyễn Thị Hưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quyện Bến Lức cho biết. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ sẽ phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cho chị em học nghề để có việc làm thường xuyên tạo thu nhập gia đình. Còn nếu chị em nào có nhu cầu dây vốn phát triển kinh tế hộ gia đình thì hội đứng ra bảo lãnh tính chấp từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách từ năm 2010 đến nay hội đã hỗ trợ cho hàng trăm phụ nữ nghèo dương lên thoát nghèo và làm ăn có hiệu quả với những hoạt động thiết thực hội viên phụ nữ trong toàn quyền đã góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới Tính đến nay, toàn quyền Bến Lức có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2016, Bến Lức có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dựng mạo nông thôn mới ở Bến Lức đang khởi sắc từng ngày. Điều đó có một phần công sức không nhỏ của cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trong huyện. Sau đây là tin trong nước và thế giới. Theo số liệu của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm 2012 đến tháng 8 năm 2016, các tổ chức tín dụng đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu. Đặc biệt là nỗ lực tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro. Kết quả tính đến thời điểm 31 tháng 8, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn 548.500 tỷ đồng nợ xấu, trong đó chủ yếu là do các tổ chức tín dụng tự xử lý chiếm 57,2%, còn lại là bán nợ bao gồm bán cho VAMC và tổ chức cá nhân khác chiếm 42,8%. Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội nêu rõ, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu đến tháng 9 năm 2016 chiếm khoảng 2,62% tổng dư nợ. Cơ quan này đề nghị phía Ngân hàng Nhà nước báo cáo rõ hơn các giải pháp sắp tới về xử lý các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua lại, việc cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng của các doanh nghiệp lớn trong nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẽ đưa ra quyết định quân sự và chính trị trong trường hợp các tay súng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng rút lui từ thành phố Mosul của Iraq sang Syria. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Lavrov nêu rõ, hành lang từ Mosul vẫn còn duy trì, tạo ra những rủi ro là chiến binh IS từ Iraq sẽ lọt đến Syria. Nga sẽ đánh giá tình hình và đưa ra quyết định cả về chính trị và quân sự. Nếu điều đó xảy ra và nếu có các nhóm chiến binh IS khác tới Syria, nơi binh sĩ của Nga đang làm việc theo yêu cầu của chính phủ hợp pháp Syria. Ông Lavrov cũng gọi việc ngừng các chuyến bay của không quân Nga và không quân Syria ở khu vực Aleppo là cử chỉ thiện chí. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo về một cuộc chiến khó khăn phía trước, khi các lực lượng Iraq dưới sự hỗ trợ của Liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến vào Mosul nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS. Nhiều tháng nay, quân đội Iraq cùng các đồng minh đã siết chặt dòng dây tại Mosul, thành phố lớn thứ hai và là thành trì chủ chốt của IS tại Iraq. Nếu chiến dịch tái chiếm Mosul thành công, lực lượng chính phủ Iraq có thể thu hồi một nửa diện tích mà IS đã chiếm giữ ở miền Bắc nước này kể từ tháng 6 năm 2014 đến nay. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh Long An xin kết thúc tại đây. Quý vị cũng có thể nghe lại nội dung chương trình này cùng các chuyên mục khác trên website của Đài theo địa chỉ hoặc qua web la34.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.